Rồi, nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay thì Sơn lại tiến hành chỉnh sửa một ít lũ cho cái cây Linh Samrin này nha. Cây này thì phía trước đây là Sơn tạc một cái hình giống như là con cóc ngậm tiền vậy nha. Cũng khá là lâu rồi, lũ rinh hết luôn. Nhưng có một số phần là trước đây Sơn ghép ghép nhưng mà nó không dính là nó bỏ mạch luôn, nó chỉ còn có một mạch duy nhất ở phía sau thôi à. Nhưng mà sự sống nó rất là mãnh liệt thì Sơn cũng làm theo kiểu form thiên nhiên cho tay cành nó rộng luôn à. Làm kiểu form thiên nhiên luôn nha mình. Cây này cây rin, rừng rin, lũ siêu thép luôn, lũ thép vip luôn nha. Thì những cái đầu này thì bên nhà vườn sẽ bóc vỏ và chạy sơ một ít lũ thôi chứ không có tác động nhiều, chạy sơ lên một lũ, nói chung nó còn có một cái mạch sống ở đây thôi. Mình chơi Linh Sam á hoặc là chơi những cây có lũ là mình học được cái sức sống của nó rất là mãnh liệt đó, dù chỉ còn một mạch sống thôi nhưng mà nó vẫn sống rất là mãnh liệt luôn nha. Đó là một cái thông điệp trong cuộc sống mà nhà vườn muốn gửi đến cho mình nha. Đó. Rồi thì Sơn cũng đã tạo lũa sơ rồi, nói chung cũng không có làm kỹ lắm đâu, dùng sơ sơ thôi, không cần kỹ lắm. Đó, rồi bây giờ mình sẽ lên màu lũa nữa là ok thôi. Màu lũa mình lên đây là màu cánh gián nha cả nhà.
Rồi em nó đã được tô son điểm phấn rồi cả nhà. Cái phần lỗ rin sơn cũng lên màu luôn rồi, cho nó tiệp luôn. Phê nhất là cái phần lỗ rin này, sướng rồi. Màu này là màu cánh gián nha mình. Bên nhà vườn giao lưu là 70k một chai chưa phí ship nha. Chai là 330ml, cái chai sâm nhỏ nha mình. Bên nhà vườn còn có màu nâu đỏ, nâu đất. Màu này là màu cánh gián. Và còn một loại màu nữa là màu trắng Liêm Xuân Phu nha. Màu trắng Liêm Xuân Phu thì 200k một chai nửa lít chưa phí ship. Cây này thì nhà vườn làm theo kiểu form thiên nhiên. Rồi nhà vườn rất cảm ơn cả nhà mình nha. Nếu có nhu cầu về màu lũa thì inbox nhà vườn liên hệ theo số điện thoại là 0911 470 409 luôn. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Rồi vườn chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại nhà mình ở những video gần nhất luôn. Nếu thương mến cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi nhà vườn thân chào và hẹn gặp lại nhà mình.